Các bạn có thể nói dòng điện thoại Nokia X trong năm nay đã ghi nhận được rất nhiều sự quan tâm đến cả thị trường lẫn người tiêu dùng khi mà đây là lần đầu tiên hãng công nghệ Phần Lan Nokia đem lại rất nhiều điểm mạnh cũng như tính năng nâng cấp xuống một mức giá hấp dẫn tương tự như cách mà Xiaomi đã làm. Nhưng với năng lực chế tạo và phát huy được truyền thống chất chơi của mình mà những chiếc Nokia X, đặc biệt là Nokia X6 đã phần nào lấn át được hơn hẳn và trở thành một lựa chọn cực kỳ đáng chú ý trong phân khúc điện thoại tầm trung ở thời hiện tại. Nếu bạn đang có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm thì các bạn có thể tham khảo trực tiếp đường link mua hàng tại hệ thống cửa hàng Clickbuy trên đường link mình để phía phần mô tả. Và ngoài ra, trong đợt khai trương cơ sở thứ 13 tại cơ sở 43 Cầu Giấy vào ngày 19 tháng 8 thì các bạn có thể nhận về mình nhiều phần quà nữa. Các bạn hãy nhanh tay click vào đường link và đến với cửa hàng Clickbuy nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại với nội dung chính. Vì sao chiếc Nokia X6 lại trở thành một lựa chọn cực kỳ đáng mua ở tầm giá 5 triệu đồng ở thời hiện tại? Thông qua 4 lý do chính đáng chú ý sau đây. Thứ nhất, Nokia X6 có thiết kế chất lượng rất cao. Có thể nhiều bạn sẽ có đôi chút khó chịu khi nhìn vào phần tai thỏ của chiếc Nokia X6, nhưng chúng ta cũng cần phải công nhận rằng đây là một lối thiết kế đi theo trend. Mà đã là theo trend thì dù bạn có muốn hay không thì bạn vẫn phải phần nào học tập theo những đường nét đó. Và điều này thì hoàn toàn là bình thường, không sao cả. Bỏ qua những điều đó thì thực tế chiếc Nokia X6 thực sự là một mẫu điện thoại rất đẹp và rất nổi trội về phần thiết kế ở trong phân khúc điện thoại tầm trung hiện tại. Có thể coi đây là một mẫu điện thoại có tai thỏ thuộc hàng rất đẹp, hiện đại. Mặt trước của máy thì bao gồm màn hình tỷ lệ 19:9, phần tai thỏ thì khá nhỏ và gọn gàng ở trên góc màn hình. Phần dưới của máy thì viền dài hơn một chút nhưng mà cũng chấp nhận được. Mặt lưng của máy thì cũng khá là sang trọng với chất liệu kính bao phủ, cụm camera kép được đặt dọc thẳng hàng với cụm cảm biến vân tay. Khung máy thì cũng được gia công dạng kim loại và bo cong giúp tạo nên cái cảm giác cầm nắm rất là thoải mái khi chúng ta cầm nắm lâu dài. Rõ ràng thì Nokia X6 mang đến một vẻ đẹp hơn hẳn so với mẫu điện thoại trong cùng tầm giá của nó. Thứ hai, Nokia X6 sở hữu cấu hình mạnh mẽ. Nokia X6 có thể coi là một món hời về phần cấu hình khi được trang bị cấu hình rất mạnh mẽ trong cùng tầm giá, khi được trang bị con chip Snapdragon 636 và có thể coi là một bước đi rất là khô máu của Nokia. Kết hợp với quả pin dung lượng tương đối tốt, đó chính là 3080 mAh, cùng với tính năng sạc nhanh thì hứa hẹn cho các bạn cái khả năng ăn chơi rất là thoải mái. Các thông số kỹ thuật khác như là bộ nhớ RAM lên tới 6GB, bộ nhớ trong lên tới là 64GB, chắc chắn là những thông số rất tốt trong tầm giá. Thứ ba, Nokia X6 mang đến cái khả năng giải trí cực kỳ mạnh mẽ. Bên cạnh một trái tim khỏe thì khoản ăn chơi của Nokia X6 cũng thuộc hàng rất đáng nể. Thiết bị được trang bị cụm camera kép 16 và 50 MP, có độ f/2.0 và f/2.2. Camera selfie cũng có độ phân giải lên tới 16 MP, khẩu độ f/2.0. Điểm đáng thú vị đó chính là chiếc điện thoại này được trang bị tính năng AI thời thượng, giúp có thể tối ưu được cái độ tương phản màu sắc, độ sâu trường ảnh cũng như là thêm vào hiệu ứng portrait lighting. Ngoài ra thì camera cũng có tính năng bokeh giúp chúng ta có thể chụp ảnh cùng lúc camera trước và camera sau. Chụp ảnh selfie cũng có khả năng xóa phông, cho phép chúng ta chụp trước rồi lấy nét sau và hiệu ứng sticker rất là vui nhộn. Thứ tư, Nokia X6 được trang bị nhiều tính năng AI. Về phần mềm thì Nokia X6 được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 8.1 Aura với giao diện gần giống Android gốc. Nhưng cũng cần lưu ý lại khi đây không còn là một thiết bị thuộc dự án Android One nữa, mà thay vào đó thì hãng đã tùy biến khá nhiều, như là thêm vào nhiều tính năng thông minh như là chế độ không làm phiền khi chơi game này, ẩn ba phím điều hướng, tính năng AI Brosibo bong bóng thông minh ấy, để chúng ta có thể mở nhanh một số ứng dụng cũng như là cài đặt. Bên cạnh đó thì nhờ vào lợi thế phần mềm riêng của chiếc điện thoại này thì cũng đã tích hợp thêm nhiều tính năng phương thức khác như là nhận diện khuôn mặt hay là trợ lý ảo chẳng hạn. Nhìn chung thì Nokia X6 thực sự là một sản phẩm rất tốt, đáng chú ý và hứa hẹn sẽ rất hot trong phân khúc điện thoại tầm trung vào thời gian tới. Và với mức giá chỉ loanh quanh vào khoảng 5 triệu đồng như hiện tại thì chắc chắn là một lợi thế của chiếc Nokia X6. Chúng ta hoàn toàn có thể kể đến những lợi thế như là thiết kế phần cứng chất lượng cao, đáng tin cậy, pin tốt, có sạc nhanh, nhiều tính năng AI thú vị cùng với phần cứng rất tốt trong tầm giá. Nokia X6 thực sự là một lựa chọn rất đáng đồng tiền bát gạo cho các bạn ở hiện tại. Còn các bạn thấy sao về chiếc máy này? Hay là các bạn đã sử dụng chiếc điện thoại này hay chưa? Thì hãy cùng nhau chia sẻ ý kiến của mình ở phía phần bình luận. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.